Dạ, chị cứ 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 lấy không sao đâu. Thì em quay lại thôi. Nếu mà em có cái kia rồi. Có, em có cái clip. Em có cái clip bàn giao cơ bản đấy ạ. Em mục đích chính là quay cái clip đấy cho khách hàng mà chị. Còn cái thiết kế mẫu này này thì là tùy khách hàng chị ạ. Có nghĩa là mình có thể là mình thiết kế cho cá nhân mình, thiết kế cho mỗi kiểu khác nhau á chị. Đây là phòng bếp này, phòng khách này thôi, bao quát được cả phòng này. Các phòng lô gia này thì ra bên này thì nối lên một cái này.